Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại em Phương Nam Vai Thì hôm nay em về đồng ít sản phẩm này muốn giới thiệu cho anh em Anh em nào muốn mua hàng hãy theo dõi clip cho em nhé Đầu tiên em giới thiệu lại quy trình làm việc bên em nhé Là cọc trước phí ship 50 cho đến 100 nghìn tùy theo giá trị của máy Nếu giá trị của máy mà là trên 4 triệu thì sẽ phí ship 100 nghìn dưới 4 triệu là 50 nghìn nhé Tại vì sao phải cọc phí ship Đó, em giới thiệu lại cho anh em biết là tại vì tránh trường hợp Thứ nhất là trẻ con nó đặt hàng Ví dụ như các con các cháu của các chú các bác ấy Nó còn trẻ đặt lung tung ấy thì nó ảnh hưởng đến công việc của em ship đi ship về thứ hai đó là tránh đối thủ đặt đơn ảo nha anh em nhé đối thủ đặt đơn ảo mà cứ ngày đặt cho vài chục đơn là chết rồi tiền ship tiền hoàn và máy hoàn về thì nó rủi ro nó cao hơn đó số điện thoại không từ quý 2 nhé bên em chỉ dùng duy nhất số điện thoại này thôi không dùng bất cứ số điện thoại nào khác nha anh em nhé mọi số điện thoại khác liên hệ với anh em đều là không phải kênh của em không phải kênh phương nam mobile hoặc là lừa đảo facebook là bùi phương nam fanpage là phương nam mobile nhá địa chỉ cửa hàng cũ là 126 nguyễn lân thanh xuân hà nội Hiện tại thì em đã chuyển về thôn Nam Văn Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội rồi anh em nhé. Đó. À, fanpage và Facebook thì em có để đường link ở phía dưới nhé. Anh em có thể click vào. Đó. Và đây thì cho anh em xem fanpage Phương Nam Mobile. Đây. Đây là fanpage của em nhé. Hiện tại thì hơn 4.000 là thích, 4.700 nhé. Anh em nào mua hàng thì like fanpage cho em nhé. Đó. Ok. Em bán và đăng các thông tin trên này nha anh em nhé. đây là những đơn hôm qua đây đây là những đơn hôm qua đây anh em Đó. những em nào đã biết em rồi thì tới qua cái đoạn này nhé còn những đây là những cái video mà, à những đoạn đầu mà giới thiệu để cho những anh em nào chưa biết đến kênh phương nam mobile nhé xem nhé đây các mặt hàng với em đang bán và đây là các đơn hàng của khách đã chốt nhá anh em nhé đây đơn hàng khách đã chốt Đó, ok Đấy, em tập bán toàn quốc luôn trừ những cái vùng bên bưu điện là không nhận nữa thôi nha anh em nhé thì hôm nay giới thiệu cho anh em uh, đầu tiên thì vẫn là giới thiệu cho anh em Samsung S10e nhá Samsung S10e thì uh, hôm nay về được thêm về được thêm S10e thì về được thêm nhá anh em nhá đợi đợi em một chút à, xem nào hàng S10e thì vẫn có hàng uh, hai loại nhá hai loại đây một loại là ám nhẹ 4 triệu hai trăm năm em báo rất rõ tình trạng nha anh em nhá báo rất rõ tình trạng con nào ám nhẹ em sẽ à báo ám nhẹ đây là mã là ma mỹ nha anh em nhé thông tin điện thoại này ma mỹ mọi chức năng ok hết màn thì nó ám siêu nhẹ thôi anh em nhìn nói chung là nhìn qua điện thoại này, không thể nhìn được và thực tế em khẳng định luôn thực tế nhiều người không thể biết được đó, kể cả nhìn trực tiếp không thể biết được tại vì sao nó ám là ám nhẹ mà mắt em là mắt thợ và một ngày em test rất là nhiều thì nó mới ra con ám nhẹ cho anh em nhé còn chứ không phải là anh em nào cũng nhìn được đâu đó em thì em cứ báo rõ tình trạng cho anh em cho dễ mua bán nhá trăm người bán thì vạn người mua mà anh em cứ báo đúng xe có anh em mua đó ok chưa con này ám nhẹ nhá lam con này là lam đây con này là lam sáu bộ nhớ một trăm hai mươi tám nhá chip của nó là chạy con chip Snapdragon là tám năm năm mà là màn amoled rất là đẹp nhá màn năm phẩy tám inch con này thì không phải là màn cong đó nó vừa tầm cho anh em đó thứ nhất là giá rẻ thứ hai là vừa gọn đó không quá to không quá màn cong thì anh em nhớ anh em lại sợ hỏng đấy nhiều anh em thích màn cong nhưng nhiều anh em lại thích hỏng sợ hỏng đó cam là sau con này 12 chấm và 16 chấm cam trước là 10 chấm nhá pin 3001 giá bán là 4 triệu 250.000 mà nắm nhẹ còn những con không ám thì em sẽ bán với mức giá là 4 triệu 600.000 nhá 4 triệu 590.000 4 triệu 590.000 đó 4 triệu 590.000 có màu xanh màu trắng màu đen nhá màu xanh màu trắng màu đen hình thức thì đảm bảo với anh em là sẽ có là xước sẽ có trầy xước một chút đó tại vì máy zin không tránh được nhá máy zin không tránh được đó Nhớ anh em cứ bảo là long lanh keng xà beng ừ, keng xà beng khó lắm anh em ạ máy cũ mà ra mắt mấy năm rồi mà keng xà beng khó lắm đây hình thức đây hình thức thì anh em nhìn thì biết là hình thức là như nào nói chung là nó sẽ có sức sát anh em mua hàng thì cứ nhắn tin vào fanpage phương nam mobile em sẽ chụp ảnh chi tiết cho hoặc là nhắn tin vào số điện thoại à zalo zalo thì 0368602222 từ quý nha anh em nhé không ba đây bóc bỏ này ra cho các chú các bác nhiều khi các chú các bác lớn tuổi nhìn nó hơi khó đây 036860 từ quý 2 nhá bên em chỉ dùng duy nhất số này thôi có cả Zalo nhá đó em sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em anh em mua cây nào thì em chụp ảnh chi tiết cho anh em đây màu đen này. màu đen <laughs> nó sẽ có sơ sát anh em nhá đó 4 triệu 600 nghìn dành cho màn đẹp không à mũ hàng này là hàng nguyên zin nguyên áp suất nhá ma là ma mỹ nhá máy gì máy zin nhá anh em nhá máy zin full chức năng không lỗi lầm đó nói chung là như thế còn con màn ám thì 4 triệu 250 thì hôm nay giới thiệu tiếp cho anh em đó giới thiệu tiếp cho anh em là hàng Google nhá Google là Google Pixel 3 xl 3 xl thì xem là con con nào còn pin không đây màn rộng pin châu cái dòng XL thì nó luôn là màn rộng pin châu nhá đối với Google nó như Plus hoặc là Max của iPhone ấy ví dụ như là 6 Plus thì sẽ pin trâu hơn 6 đó hoặc 6s đó còn 6s Plus cũng sẽ pin trâu hơn 6s nha anh em nhé đó XS Max thì sẽ pin trâu hơn XS còn dòng Google nó sẽ là 3XL hoặc 3AXL nó sẽ pin trâu hơn dòng 3 đó màn rộng hơn pin trâu hơn thì cấu hình con này là RAM 4 vừa 64 và chạy con chip Snapdragon là 670 nha anh em nhé màn là màn AMOLED à màn OLED 6 inch màn rộng 6 inch camera sau con này 12.2 và pin là 3700 mAh có sạc nhanh nhé đó cam của nó đây cam của nó thì ngoài trời rất là đẹp đó ngoài trời rất là đẹp cấu hình của nó vừa phải cho anh em dùng snap gần là 670 54 4 64 đó ok chưa cam cam ngoài trời thì nó nhìn nó đẹp hơn và xóa phong có thể nhìn nó ok hơn nha anh em nhé em đã test hết rồi vân tay thì sau lưng nha anh em nhé vân tay rất ok vân tay sau lưng đó giá bán con này là 3 triệu 150 nghìn 3 triệu 150 nghìn có màu đen màu trắng có cả màu màu này là màu tím nhé anh em nhé đây màu này là màu tím này đó, nhiều anh em lại thích màu này màu này là hơi lạ đó mua về tặng các chị em phụ nữ nó màu này hơi lạ màu tím đó đây nhưng mà chính ngày hôm nay về được uh, hơn 20 cây rất nhiều anh em mong đây rất nhiều anh em uh, mong nhá Samsung S 10 Bluetooth ma Mỹ nhá máy thì hàng này lô hàng này là lô hàng lô hàng đẹp lô hàng giá cao hơn một chút nha anh em nhé đó lô hàng giá cao hơn một chút giá lô này là giá cao nhập giá cao chứ không phải là giá lên cũng không phải giá xuống nha anh em nhé đó, ví dụ như hàng xấu hơn thì em bán với mức giá là 5 triệu 990 nghìn Tại vì mình nhập rẻ hơn thì mình sẽ bán với giá rẻ hơn Xấu hơn thì bên kia sẽ bán rẻ hơn, mình nhập được rẻ hơn, mình sẽ bán giá rẻ hơn Còn hàng đẹp, lô nào đẹp thì sẽ nhập giá cao Và nhập giá cao thì sẽ bán giá cao cho anh em nhé Đó, tại vì nó đẹp mà Tiền nào của đấy mà anh em, đúng không ạ? Đây, ví dụ như anh em xem con này đi Samsung S10 Bluetooth nhá, Mami nhá, màu trắng này, màu trắng tinh khôi, Samsung này, đó, IMEI ừ, ở dưới này, Nói chung là anh em nhìn qua ánh đèn này nhìn khá là khó à, Nhân diện con mặt hoặc vân tay trong màn hình nhá Màn đẹp không mà à muốn nhá anh em nhá S10 một nút Mami à, Con này nhân diện con mặt nó nhanh quá <laughs> Phải định nghiêng nghiêng cho nó không nhân diện con mặt thì mới thử vân tay cho anh em xem nhá Đấy Đây à, Thông tin điện thoại đây Ma U nhá, Mami nhá anh em nhá Cấu hình con này là RAM 8, bộ nhớ 128 GB màn đẹp không ảm ố nhá. Hàng nguyên zin nguyên áp suất nha anh em nhá. Nguyên zin nguyên áp suất, màn đẹp không ảm ố, hình thức đẹp. Hình thức đẹp. Có 4 mức giá loại tiền cho anh em. 4 mức giá loại tiền. Những con xấu hơn thì sẽ bán với giá là 5 triệu 990 000 như cũ nha anh em nhá. 5 triệu 990 000 Còn cái lô hàng đẹp thì sẽ bán giá 6 triệu 2, 6 triệu 4 và 6 triệu 6 nhá. Đó, tùy từng cây. Đó, anh em mua con nào thì em sẽ chụp ảnh chi tiết và báo giá cho anh em. Đó, anh em thích loại nào anh em chọn. Ok. Nó rất nhiều loại. Đó, giá trên thị trường có rất nhiều loại nha anh em nhé Tất cả đều là hàng nguyên zin nguyên bản nhá, nguyên zin nguyên áp suất, màn đẹp không à mố không lưu ảnh. Nó khác nhau, chênh nhau bởi hình thức và màu sắc. Đó, ví dụ như màu trắng sẽ đắt hơn màu đen. Màu trắng sẽ đắt hơn màu đen và màu trắng đẹp nó sẽ đắt hơn là màu đen đẹp đúng không ạ? Đó. Ờ, máy xấu thì nó sẽ rẻ hơn là máy ừ. Máy máy, máy có chạy xước đúng không anh em máy xấu sẽ dễ hơn máy đẹp. Đây, anh em có thể xem qua thẩm qua nhá. Đây ví dụ đây. Thẩm cho anh em uh, 5 cây. Thẩm cho anh em 5 cây, Anh màu trắng. Đấy, màu trắng. Tất nhiên là em đảm bảo với anh em là máy vẫn sẽ có xước sát một chút nhá. Tại vì hàng zin không tránh được, nhiều anh em uh, khó tính quá thì chắc là em không bán được. Khẳng định là như vậy. Tại vì hàng zin mà bảo không có xước sát thì nó khó lắm nó ra mắt mấy năm rồi mà không có xước sát một tí ti gì thì khó lắm đấy khẳng định với anh em là loại này là loại đẹp rồi Đói. còn bảo không có xước sát một tí tí gì thì gần như là không 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 có tại vì hàng ý một là hàng thay vỏ hai là hàng phải giá rất là cao và rất là hiếm không thể nhập được nếu mà bạn lên keng xà beng một là thay vỏ hai là phải hàng rất là cao đó hàng thay vỏ thì em lại không làm đó, khẳng định với anh em hàng thay vỏ em lại không làm kể cả em nhập hàng xấu bán giá rẻ cho anh em còn hơn đó nếu mà hàng thay vỏ mà, mà bảo giá cao thì bán làm gì anh em Kể cả là nhiều anh em không thể biết là hàng thay vỏ Nhưng mà mình bán là mình phải có trách nhiệm anh em ạ Đây ok chưa Thà rằng mình nhập mà hàng thay vỏ mình báo hàng, hàng thay vỏ mà giá rẻ Thì anh em mua chơi game ok luôn Đó nhưng mà hàng thay vỏ mà giá cao thì Mà bán mà bảo zin thì thôi Bỏ qua anh em nhỉ Đây es này es mà vàng Mami, em màu vàng Mami. Con này chuyên để quay uh, quay quay clip gửi hàng cho đóng hàng cho anh em ấy. Đây. Quay clip uh, đóng hàng cho anh em. Con này Mami này. Đây Mami nhá. 64 GB, Mami Mỹ. Đây con này em này chuyên quay clip đóng hàng cho anh em. Đây. Đấy. Chuyên quay clip đóng hàng cho anh em nhá. Đây ví dụ như Đây Joy 4 này. Đây. Đấy, chọn vừa một cái nhá. Đây, V50 này. Đấy V50 này Đây con này là con Samsung gì đây? Rồi 4 này Yên mắc này Đây con này để em chuyên quay clip đóng hàng cho anh em Anh em mua thì em sẽ đổi sang clip đóng hàng Quay sang con khác đó Yên mắc 64GB quốc tế Mỹ Máy zin nguyên bản Giá bán con này là 8 triệu 600 nghìn Máy zin giá vẫn rất là cao nha anh em nhé Tình hình hàng hóa này về rất là khó 8 triệu 600 nghìn Màu đen thì sẽ rẻ hơn Màu đen bán giá cho anh em là 8 triệu 300 nghìn nhé 8 triệu 300 nghìn Yên mắc quốc tế Má Mỹ Jin Còn à, à X, XS nhá Xin lỗi anh em lại đọc nhầm Yên mắc XS nhá XS quốc tế Mỹ Đó XS quốc tế Mỹ Máy Jin nguyên bản 8 triệu 3 và 8 triệu 6 Đây Yên mắc rồi Yên mắc màn lô Đã bán hai con màu vàng Và còn một con màu trắng hai con màu vàng thì bán giá 9 triệu 2 Đã bán rồi Còn uh, con màu trắng này thì bán giá cho anh em là 8 triệu 950 000 Yên Max 8 triệu 950 000 Thì cái con này là màn lô màn hiển thị rất là đẹp nhé hiển thị rất là đẹp cảm ứng rất là ok nhé phay đi đầy đủ mọi chức năng ok hết hết pin em không còn sạc đó giá bán con này là 8 triệu chín trăm nghìn anh em mua thì nhắn tin zalo không từ quý em sẽ chụp ảnh và thích thì quay video test máy cho anh em nhá ok Google Pixel 3 Google Pixel 3 thì có hai cây còn hai cây. Ở à đây, đúng rồi. Một cây màu đen, một cây màu trắng nhé Một cây màu đen, một cây màu trắng. Giá bán con này là 2.650.000đ. triệu 650 nghìn. Cấu hình là RAM 4 bộ 64, chạy con chip sao nguyên 845 nhá. Anh em mua về chiến game nhé 2 triệu 650 000 mà nó nét luôn. Đó. RAM 4 bộ 64, chạy con chip xa, gần 8, nguyên 845, 2 triệu 650 000 còn đúng hai cây. Nhập mấy thùng cây còn đúng hai cây anh em nhé iPhone SE, cũng còn hai cây. Đây, cây xấu hơn này. Cây xấu hơn này sẽ bán giá cho anh em là 1 triệu 600 000 1.600.000 còn cây màu trắng này sẽ bán giá 1.850.000 nhé Giá của nó 1.850.000 nhé Cây màu Mấy cây màu kia em mà bán cũng hết rồi 7 à. Blut 7 Blut 128 kia bán giá cho anh em 4 triệu9 000 Cũng 5.100.000 này Máy zin dinh nhé Còn một cây Còn một cây này Cây này là cây Samsung S9 mã nhật mà Hàng dinh áp màn đẹp không à mố nhé Hàng dinh áp màn đẹp không à mố 0368602222 Đó, anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp nhé Đây, màu đen 3 triệu 350 nghìn à, 3 triệu 350 nghìn Samsung S9 màn cong nhé Màn cong, còn dí nhâm cây màu đen 3 triệu 350 nghìn Vsmart Star 5 Màn rộng pin châu Pin 5.000 mAh nhé, máy mới 100% nhé RAM 4.64 giá 2 triệu 350 Giá Vsmart nó lên nhé em nhập bây giờ bán còn mấy cây 2 cây rơi 4 này. 4 6 7 cây 7 cây Star 5. Đó, rơi 4 nữa. Rơi 4 đây, RAM 4 bộ 64. Con này giá bán là 2 triệu 590 000 nhá. màn rộng uh, pin cho pin con này đều là 5 000 anh em nhá. Đó, em đã giới thiệu rất nhiều rồi. Anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 036860 từ 2 nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Anh em nào những sản phẩm ở đây không đáp ứng được nhu cầu của anh em thì anh em thì uh, luận phía dưới nhá.